Rồi chào anh em nha. Hôm nay tiếp tục mình lên con đồng. Con chim con mới lên được 70% cụm này cho anh em đây. Con này thì để mình báo sơ lược nước chơi của em nó cho anh em xem và tham khảo. Và vào xem clip rừng và thẩm nước chơi em nó. Ưng thì đón về gọt mồi. Con này thì nó mới có được có 70% cụm thôi nha. Chân của nó là còn chân chim chim con trong ổ mới ra ràng luôn đó nha anh em ơi. Đó, hình ảnh em nó đây. Con này thì bị gì? Chim này quá tơ luôn. Con này thì nó chim con nên nó lúc mình đánh nó ở rừng á, nó cũng ra bài nhưng mà nó ra bài thưa thôi nha. Bởi vì á, chim con mà nó chưa có chỗ hết tài năng, chưa có ra hết bản lãnh nha anh em. Còn âm giọng của nó anh em vô vô nghe, đây là con đồng mà âm giọng của nó là nó bung chưa có hết âm luôn nha anh em ơi. Bởi vì nó là còn chưa có hẳn trưởng thành đó, nên âm giọng của nó còn chưa có chuẩn, chưa có bung hết tiếng lớn nha. Con này thì mình báo nước chơi với anh em là nước xa, con này có kèm mà nó ra bài. Bởi vì chim con nó ra bài cũng không có được dày, cũng thưa thôi. Bởi vì nó chưa có ra hết bản lãnh đó, chim con mà. Còn vì cái dàn rước của nó là con này nó rước rất tốt, rất mạnh. Anh em một hồi vào xem đầu clip đó là anh em sẽ lắng nghe. Chim nó dìa tàn, nó rước rất tốt và rất cứng luôn nha. Chim con mà nó rước cái này là nó rước rất cực kỳ á, cực kỳ tốt luôn á nha. Đó, đây hình ảnh em nó đây. Chim con mà nó rước cực kỳ rất tốt. Khi nó rớt xuống thì nó rù, nó chơi. Nói chung là cái độ con này á, thì đúng ra là chim con là nó hung hăng, nó đá dữ lắm. Nhưng mà con này nó cũng dạng nó đầm tánh và nó đầm chim nên nó cũng không có đánh gì bấy nhiêu. Nhưng mà cái nước chơi của nó rù lại với mồi là nó cự lại với mồi là chẳng thua, chẳng sợ gì hết luôn nha anh em. Đầy đủ tố chất và bản lĩnh để mình chăm sóc để gọt mồi để trưởng thành. Con này thì nói chung là chim non mà nó mới có 70% cụm. Nuôi thì chắc anh em đoán gì nuôi thì mình dự đoán là con chim này chắc nó sẽ nhanh nổi, và một khi nó nổi lên nó sẽ trưởng thành lên, nó sẽ chững chim và cứng chim lên thì nó sẽ ra hết tài năng và bản lãnh của nó sẽ còn nữa nha. Nó còn ẩn chứa trong người đó cho nó chưa có ra hết tài năng của nó, vì nó là một con chim non. Khi nó sẽ trưởng thành lên thì nó sẽ ra hết tài năng và bản lãnh của nó cho anh em nha. Rồi còn bên đây con trong này, con trong này là một con mái quýt. Con mái này rất cực kỳ quýt luôn nha. Đó, con này nói đúng ra là mình không có bắt nó đâu. Đeo con trống hay lắm, con trống của nó hay lắm. Mà đeo đánh con trống mà nó cứ rớt xuống, nó kè con mồi nó chơi hoài. Mình đuổi lên đuổi xuống mấy quận gì đó mình sợ dính nó, rồi á là dính nó rồi bắt không được con trống đi. Cứ đuổi lên rồi một chút xíu nó rớt xuống nó cũng kè con mồi, chút xíu nó rớt xuống nó cũng kè con mồi. Con máy này là con thủ khoa nha anh em. Đó rồi cuối cùng nó kè rồi á, mình đuổi hoài giết rồi nó kè, sao nó rớt xuống rồi nó cứ kè theo con mồi. Nó vừa đánh rồi nó vừa rù, nó vừa thúc, nó chơi gì đầy đủ hết. Cuối cùng đưa nó về đội bắt luôn. Thấy mình thấy đúng ra là mình không bắt nó đâu, đó giờ mình ít bắt máy lắm mà dính nó rồi thấy quá trời, ngoại hình quá trời đẹp. Thấy chưa, nó to đùng mà nó đẹp cực kỳ, thấy phái quá thôi bắt luôn. Rồi anh em nào có cần nhu cầu á, thì cần nhu cầu thì con máy này thì đón nó thì cứ alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để liên hệ Q69 để đón con máy thủ khoa này nha. Rồi bữa nay thì mình lên cho anh em là con đồng chim non, chim con này mới vừa ra ràng đây đó. Anh em có ưng thì vào alo để đón con đồng này về để nuôi chăm sóc gọt mồi.
Con này thì mình nuôi chắc nghĩ chắc nhanh nổi lắm. Chim này là chim chim non mới vừa có được có 70% chuồng thôi. Con này thì nuôi chắc chắn nhanh nổi. Còn nước chơi bên ngoài thì mình đã báo sơ lược cho anh em rồi. Còn bây giờ mời anh em vào xem clip rừng và ẩm nước chơi của em nó. Con mái đẹp ghê luôn rồi anh em thấy không? Con mái đẹp ghê không? Nè, mái đẹp cực kỳ luôn. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em đồng tơ này nha anh em ơi. Mái nè, đẹp cực kỳ, là nguyên cặp nó luôn. Cái này con mái thì nó lớn tuổi hơn nha. Còn con đồng này là con chim con nha. Đó anh em coi cái chân nó tái vậy, còn tái nhạt nha. Con mái này thì con mái này chắc chân này chắc cỡ 2 mùa. Rồi, mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước cho em nói nha anh em ơi. Bye.
Thank you.